Rồi có thấy không? Thấy đâu, không thấy gì hết. Bây giờ vấn đề livestream is video had end. Bây giờ vấn đề là show people what you are up to start a live video. Bây giờ start live video hay sao? Đó, em start lại rồi đó. Mà bên chị nó đề vậy, bây giờ chị bấm vô start live video hay sao? Bây giờ Linh đừng có pause cái FaceTime nữa. Chị đâu có làm gì FaceTime nãy giờ đâu. Không có thấy hình Linh. Đây nè, bây giờ chị vô lại nè. Đây nè. Phải chưa? Bây giờ em thấy chị rồi phải không? Không. Ủa? Bây giờ nãy giờ chị thấy em mà. Rồi đó, giờ thấy rồi đó, giờ thấy rồi đó. Ok. Rồi giờ sao? Nè. Ok, is it Tommy, có âm thanh chưa vậy? Can you hear me now? Can you hear me now? Rồi đó, giờ được rồi đó, Linh. Linh vô đi. Ok, giờ vô Xong nha. rồi Linh share. Ok. Ok, vô được rồi đó. À! Có rồi. Yes, có âm thanh rồi đó. Yeah. Ủa sao mà Linh Bây đâu giờ mất chị tiêu nữa rồi? Hình như Linh ơi, wifi của Linh không có đủ hay sao á. Nó in vậy and hả? out. Ôi vậy hả? Yeah. Có chỗ nào để có wifi không? Nó bị tắt nữa rồi Linh ơi. Ok. Trời, quý vị Chị ơi, đi. xin lỗi nha, hồi nãy là không có biết về technical cho nên là không có biết làm sao mà bây giờ mới giống như là phải nghĩ ra cái cách làm sao để mà livestream hai người mà không có cần phải gặp nhau, tại vì trong cái lúc này á, là ai ai ở nhà người nấy, không có gặp nhau. Chúc Linh ơi, bây giờ cái wifi của Linh Sam không có thấy Linh nữa rồi. Linh lên lên Linh Linh tắt wifi mà dùng cái điện thoại không được không? Được, nãy giờ tắt wifi rồi, dùng điện thoại không đấy chứ. Thôi hiện giờ Rồi cho sao vô nữa không? wifi trở lại đi. Bây giờ có Thái mà không có Linh, mà quý vị biết không, tại vì bây giờ cái tình trạng á là rất là nhiều người ở nhà và mỗi người á, người ta dùng wifi rất là nhiều, người ta đang dùng wifi để mà người ta download những cái chương trình để cho đó, giờ thấy rồi đó. Sao lúc có lúc không, sexy quá mà không cho ai thấy. Làm sao mà nãy tự nhiên Linh Linh được cái xong không được, giờ nó tắt nữa rồi. Nó in and out Linh ơi. Rõ đó. Sao kỳ vậy? Nghe giọng của Linh nó Linh cái Linh cứ nói chuyện bình thường thôi mà tự nhiên không có thấy được hình thôi. What should Bây giờ không có I do? wifi, bây giờ vô wifi lại được không? Ok. Vô lại rồi. Ủa gì kỳ vậy? Chết rồi quý vị ơi, bây giờ sao không có thấy được Linh, chỉ nghe được giọng chị Linh thôi. Mà cái giờ Để kiếm cách nha. bây giờ tình hình á, tại vì wifi nó đang rất là khó mà không biết giờ sao đây. À, Đình Bảo ơi, có nghe rõ không? Thái gắn thẻ cho mời người cùng live với Thái sẽ hiện ra. À, dạ bây giờ cái Facebook nó không có cho mình live chung hai người. À, đã tìm cách nhiều cách lắm rồi, mình có thể live một người thôi nhưng mà không có live với một người, invite một người khác vô được. Tại vì hồi xưa đó là Facebook có cho làm như vậy. Trời, nó giống như là nên tức quá à, sao lúc có lúc không Linh ơi. Mà bây giờ tự nhiên là Facebook họ tắt cái feature đó rồi cho nên mình không có live hai người được. Cho nên là Thái Nguyễn mới nhờ người trong gia đình giúp á, là bây giờ mình có thể live lên như vậy bằng cái cách mà mình thấy stream qua một cái program khác. Nói chung là không có giỏi về technology nhưng mà có muốn lên cái này để mình live, với mà mỗi lần live như vậy với lại một người ở khác mà không có cần phải đến gần với nhau,
À, tại vì trong cái lúc mà cái thời điểm mà đại dịch này thì cho nên là một cái pandemic mình không có nên gặp nhau, mọi người nên stay home, mọi người nên ở nhà. Tại vì cái này nó sẽ lan truyền ra, nhưng mà cái dịch này nó lây, nhưng mà mình không có biết là mình có hay không. Tại vì có người là show symptom mà có người không có show symptom. Cho nên là Thái Nguyễn muốn có cái cuộc trò chuyện này. Và người đầu tiên là Thái Nguyễn thử về cái này là với chị Trúc Linh, và bây giờ không có thấy chị Linh. Ngộ quá à. Chị đã đổi lên đây rồi mà sao nó Đó, đó bảo đó không đó đó. được? Sao có lúc Ok, bây được giờ lúc quên. không? Có lúc thấy được có lúc không, không biết tại sao á. Rồi 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 rồi, thấy rồi đó. Thấy rồi đó, thấy rồi đó. Nói chuyện đi Linh, cái nói chuyện đi. Nói chuyện nhưng mà tại vì nó delay, hiểu không? Nó hơi bị delay tại vì giọng của Không sao đâu. Thì giờ Linh 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 đừng có nghe cái Linh tắt cái để coi sao không ta. Linh nghe bằng cái livestream hả? Hay là Linh nghe bằng cái FaceTime? Thôi livestream. rồi rồi rồi, Linh nghe cái FaceTime á, đừng có nghe livestream. Ok rồi rồi Tắt cái low cái volume của cái FaceStream xuống, livestream xuống. Ok, Đó, được rồi phải thì bây không? giờ mình nói chuyện qua livestream thì nó không có nghe bị delay. Ok. Vậy thì mình không sẽ không biết mọi người nói cái gì. Không, tìm phải nhìn, em nhìn vô comment rồi đó, bây giờ thấy link rồi đó. Bây giờ thấy link được rồi đó. Ok, rồi. Ok, Ok. thì bây giờ mình cứ nói comment thôi. Trời, sao mình bữa nay ở nhà đó hả? Ở nhà quarantine đó hả? Mà sao mà fresh mà tươi mát dữ vậy? Tại vì quarantine cho nên là không có cơ hội mặc áo đầm. Hôm nay nghe được lên livestream trời mặc áo đầm gắn lông mi nữa nè, cho mà hay. Đó thì bây giờ để cho quý vị biết là ở nhà, quý vị biết không, nếu mà thật sự mình ở nhà đó, mà cái này Linh chia sẻ luôn nha, nếu mà mình ở nhà mình cứ làm biếng á, mình không có làm cái gì hết, mình không có take care đó, thì tự nhiên mình sẽ nằm liệt ở trên giường, mình sao không có làm gì, rồi mình sẽ không có làm được cái việc gì hết. Còn nếu mà mình có một cái chuyện gì để làm á, mỗi ngày mình thức dậy rồi xong mình coi như là một ngày mình đi làm việc, rồi mình cũng sửa soạn, mình mặc đồ vô á, thì mình sẽ có hứng, với lại mình có cái động lực để làm được nhiều việc, phải không Linh? Đúng rồi, tại vì thật ra đó là nên nghĩ là nó cũng là một cái mà mình tự phải 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 tập luyện mình thôi, tại vì nếu mà ở nhà đó thì nên nghĩ ai cũng ở nhà hết trong cái giai đoạn này, phải chưa? Dạ, Phải không? đúng Thì rồi. bây giờ mình làm cái gì? Mình phải làm cái gì mới được chứ? Nếu mà mình cứ phải ăn xong rồi lên giường, có khi mình không muốn dậy Ờ hả? Mình muốn không muốn muốn dậy, trẻ tại mình mình không muốn không đánh cần phải răng, mình không muốn tắm đưa. rửa, mình cứ nằm ở Tại giường, vì mình coi phone hoặc là mình coi phim cả ngày luôn, mình rất là làm biếng. Rồi xong coi đúng xong rồi. rồi mình đi ra mở tủ lạnh mình nhìn coi có gì mình ăn, thì nó sẽ thì Thì cái thân thể đây mình nó nè, sẽ như thế nào? từ từ nãy giờ là mọi người cái bị technical problem với Linh là phải đi thay thay vì trong lúc chờ đợi là chùi nhà chùi bàn chùi ghế. Nói vậy chứ Linh thật ra là nói để cho quý vị vui trong cái giai đoạn này mà thôi, chứ Linh nghĩ là mỗi người đều có những cái trăn trở của mỗi người hết, Linh nghĩ là như vậy. Nhưng mà tại vì với Linh thì dĩ nhiên ngày nào Linh là cái người mà thích công việc, đi làm chạy tới chạy lui, nhưng mà hôm bây giờ không có làm gì được hết thì Linh vẫn cố gắng để mà duy trì cái thói quen của mình như vậy đó. Buổi sáng cũng dậy, dậy trễ hơn một tí thôi, nhưng mà dậy rồi mình cũng sẽ hoạt động, rồi cho các con học học xong rồi mình chạy bộ ra ngoài. Tại vì bây giờ hiện giờ mình vẫn đi ra ngoài được, nhưng mà chỉ có không có tập trung đông thôi, dưới 10 người thôi phải không? Đúng Nhưng rồi, mà Linh, vâng, thì Linh cho các con và phải chạy đứng đi bộ. cách nhau 6 Cho nên là vẫn 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 duy trì cái thói quen như vậy, vẫn tập thể dục, vẫn đi về, vẫn ăn uống như là mình ăn bình thường,
đừng có để cho, tại vì vậy nè, mình mua đồ nhiều quá cái mình cảm thấy đồ nó nhiều quá cái mình cứ bóc bỏ trong miệng liên tục như vậy đó, tại vì nó không biết làm gì hết, hiểu không? Nhưng mà nên vẫn cố gắng là không làm cái việc đó để cho mình không thành cái thói quen, tại vì mình không biết bao giờ mình có sẽ trở lại cái cuộc sống bình thường, phải chưa? Bây giờ hiện giờ mọi người biết đó, cái tin tức nó cứ đưa ra mỗi ngày như vậy, thì mình theo cái thói quen duy trì như vậy, đừng có làm cho nó xáo trộn hơn nữa, và cứ nghĩ Linh nghĩ là mình nghĩ có cái điều tốt hơn điều tí nữa. Tự nhiên Linh cảm thấy cái thời gian này mình được gần gia đình, mình gần bạn bè, mình có thời gian để mình hỏi thăm những người mà mình ít khi nào mình được hỏi thăm. Linh thấy là như vậy. Thì Linh nghĩ là mọi người chắc cũng có ý nghĩ giống như Linh vậy đó, tại vì bây giờ mình làm gì cho hết giờ giờ phải không? Đúng rồi. Trừ trường hợp là mình cứ nằm mãi để coi phim thì nó hết giờ, chứ còn nếu mà nằm hoài chắc Linh chết. Thì đó là thì mất mọi đi cái người chắc body cũng luôn có á. ý nghĩ giống như Linh vậy đó. Mà cái vấn đề là mà em muốn chia sẻ là không biết cái này là Linh có chia sẻ được bao nhiêu thì chia sẻ, như là gia đình của Linh thì có ông xã và hai em, thì bây giờ là ông xã là có thể là work from home, có thể làm việc ở nhà, và hai em là ở nhà. Thì cái tình hình đó bây giờ em nghĩ nhiều phụ huynh á đang rất là biết ơn trường và thầy cô, tại vì trong cái lúc mà em nhỏ con mà phải đi học với vô trường á, là cái lúc đó mình có thể làm được những việc khác, mà bây giờ con không đi học được, ở nhà có con lớn con nhỏ, mình cũng phải làm, mình cũng phải suy nghĩ ra điều đủ thứ để cho các em có việc để làm. Chứ mà chán quá thì là chơi game hoặc là coi phone hay là coi phim hoài cũng đâu có tốt, phải không? Và xong rồi, nếu mà mình ở, nếu mà Linh á, thì Linh sống với lại có mẹ, phải không? Thì Thì mà gia đình Linh thì có người lớn tuổi, có người nhỏ tuổi, cho nên là cái việc mà để mà tránh tình trạng mà mình có thể bị nhiễm á, rất cao. Tại vì Linh rất cố gắng giữ gìn cho mình và gia đình, tại vì nếu có gì mà xảy ra thì người lớn tuổi của mình rất là tội nghiệp, người ta sẽ là cái người như đi trước mình rồi. thì Còn đó. đó cho nên là vẫn cố gắng. Thì Linh nghĩ là tin tức quý vị đã cũng đã biết quá nhiều, thì mình cố gắng rửa tay sạch sẽ, mình cố gắng giữ cái distance của người với người giao tiếp, và mình cũng ráng, quý vị nhớ là mình phải ráng ăn uống và tập thể dục và vitamin đầy đủ nhiều hơn, tại vì trong cái lúc này mình cần thiết cái đề kháng của mình rất là cao, để cho mình chống chọi lại cái dịch bệnh này. Thì Linh nghĩ điều đó chắc mọi cũng cũng được biết rồi, nhưng mà ý Linh nói là đôi khi đó mình thành cái thói quen đó, mình đã không có dùng những cái loại đó quen rồi thì mình lại sẽ quên mất, mình không nhớ để mình làm. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian này nữa thì nó sẽ nhắc nhở cho mình nhiều hơn. Sức khỏe bây giờ nó vẫn là điều mà tốt nhất, để cho mình giữ cái bản thân mình, và khi mình giữ được bản thân mình rồi thì mình sẽ giữ cho mọi người xung quanh, và mình cố gắng ít cái ra đường một tí, tại vì mình ra đường ít ra đường thì mình sẽ không có bị người khác lây mình, và mình nếu mình bị bệnh thì mình sẽ không lây cho người khác. Mà giả tỷ như nếu mà em muốn nói cái vấn đề này là tại vì có thể có nhiều khán giả người ta đang có trong cái trường hợp như Linh chẳng hạn, như giả tỷ như là Linh ăn healthy, Linh exercise thì cái sức đề kháng của mình là nó mạnh. Rồi anh Khoa, ông xã của Linh cũng sức đề kháng cũng mạnh tại vì workout. Quý vị cũng thấy có những cái post của Trúc Linh và ông xã và con trai đi workout ở gym nữa. Rất là active về vấn đề đó. Và hai bé thì cũng còn trẻ cho nên cái sức đề kháng mạnh. Nhưng mà bây giờ Linh phải làm sao để mà bảo vệ cái sức đề kháng của bà nội, tại vì bà nội cũng lớn tuổi. Và bây giờ là giống như là không lẽ để cho bà nội ở trong phòng hoài, phải đi ra ngoài. Rồi nếu mà lỡ như một ngày như ngày hôm qua mà lỡ Linh cần gì, Linh phải đi ra ngoài đường để Linh mua đồ, xong rồi trước khi vô nhà Linh phải làm sao, không lẽ là Linh phải giục bỏ hết bao tay rồi xong rồi khẩu trang ở ngoài rồi rửa tay rồi mới vô nhà hay là sao? Thì nói thật ra bây giờ nó chỉ có điều đó là điều mà cốt lõi nhất là mình làm ngay bây giờ thôi, tại vì đôi khi nó cũng mình thấy mình không biết là nó có kỳ cục hay không, nhưng mà mình người ta bảo là không cần phải mang khẩu trang, nhưng mà bản thân của mình chắc mình cũng hơi lo đó, tại vì mình già mình có người lớn con nít đó, Mình kỹ thì hơn cho sao mình thôi. đeo vô rồi còn mang bao tay vô nữa nhìn mình bị hợm lắm quý vị ạ. Nhưng mà nó học Linh cũng phải xin lỗi chứ, tại vì Linh sợ cho gia đình Linh, tại bản thân Linh ví dụ Linh có việc gì thì Linh cũng thể vượt qua được, bởi vì mình cũng còn trẻ, mình cũng còn có cái sức khỏe, còn những cụ già thì cũng hơi lo, cho nên là mình
cố gắng tránh né và rửa tay liên tục, rửa không bằng xà bông thì sanitizer được rửa liên tục như vậy đó. Có hôm mà cái khổ nhất của Linh đó là vì sao? Bị allergy đó. Ngày xưa mình mà ách xì một cái thì mọi người bless you, bây giờ ách xì cho nó chạy nó mất tiền. Nó sợ chết. Linh sợ, và tại vì mình đi chợ mình dùng cái tay mình nhiều cho nên là Linh sợ quá rồi. Mỗi lần mà xin lỗi quý vị, nó ngứa mũi quá chịu không nổi, mà Linh phải lúc nào cũng có giấy sẵn napkin trong cái túi đó, là móc ra rồi bắt đầu dở cái mask ra bắt đầu ngứa. Dạ, nhưng mà phải ở trong cái miếng giấy đó xong rồi lại bước đi. Cái nghĩa là mình bị allergy chứ không phải là mình bị cái gì, nhưng đúng mà mọi người rồi. không hiểu đó. Có Nhưng người mà những thì người bây bạn giờ thì trong cái tình hình, trong cái thời rất điểm này là thì nó rất, đúng rồi, nó rất là nhạy cảm phải không, cho nên mình cũng không biết làm sao. Mà thật sự đó là mình á, là cái tật của mình là mình hay đụng vô mặt mình nè, cho nên mình bây đó giờ phải làm đó sao á. đúng Chẳng đúng. hạn như em sáng nay em nghĩ á, em là em có những cái dòng này rồi nè, biết sao giờ cái tay mình phải có chuông hay gì á, mỗi lần mà mình rơ dơ lên cái này chuông nó reng để mình đừng có đụng vô mặt Ê, hay sao á. cái dòng đó là nó dăng vô trong dòng, nó dính nhiều lắm đó nha, không có được nha, tháo Không, thật sự ra đó em mỗi lần em rửa tay em không phải rửa cái tay giống đây, không không phải rửa bàn tay, em rửa lên tới đây luôn rồi, tại em phải rửa dòng em ai luôn nữa, tại thôi vì dòng này giờ không có giờ tháo ra rửa được. coi giờ rửa lại qua con mới tháo dòng cho chị bước đi. Rất tiếc là cái này không có tháo ra được, cái đồng hồ với cái vòng này tháo ra được mà cái này nó không tháo ra được, cho nên em phải rửa lên tới đây luôn mà... Không, thường thường nó hay văng như dây chuyền rồi đó, cái này bởi mà hao em rửa luôn tới mắt kiến rồi luôn đó chị Linh à. Mà giống như là super siêu mẫu Naomi Campbell nói á, mình rửa xong mà mình phải lotion đúng quý vị, tại mình rửa xong mà có thể tay mình nó sẽ bị khô bị dợp, cho nên lúc nào cũng phải rửa xong cũng phải có lotion nữa, nhưng mà cứ nên rửa tay nhiều và tránh đừng có đụng vô mặt. Nói chung là giờ cái tay phải làm sao để làm sao đừng có đụng vô mặt. Ok, nhưng mình nói về cái tình hình đó hơi nhiều rồi ha, mình nói về cái đó nhiều thôi, bây giờ mình tò mò một tí xíu nè để cho quý vị nghe là về nữ ca sĩ Trúc Linh ha. Bây giờ cái món đồ ăn Việt Nam nào mà chị thích nhất? Thật ra việc đối với ăn Việt Nam mình thì món nào thì cũng thích cả, nhưng mà cái quan trọng là mình thích ăn gì thôi. Chứ Không, còn Việt thì Nam dĩ nhiên rồi, mình là nhiều món, nếu mà chỉ ăn được một món thì ăn được, thích Linh thích món gì? thích món gì vậy? Trời À, ơi, tôi chết rồi. Ăn cá, thích cá nhất. ok. Nói chung là hôm nay mình có một nồi cá kho. À, rồi sau mình ức sẵn cá tilapia, là gọi là cá rô phải không? Em không Tilapia biết nữa, là cá em không rô biết, phải em không biết. không? Hình như là vậy đó. Nói chung em không biết gì thì về nấu ăn hết. Rồi, ướp sẵn thích thích cho ăn cá cá ha, là cá kho ha. là Rồi, cá. Linh thích ăn mặn hay là ăn chay? Hai thứ chứ không hẳn là mặn hết mà cũng không hẳn là chay hết, Linh có thể ăn được hai loại luôn. Rồi, nếu mà ăn steak á, thì ăn well done hay là ăn rare? Thích nó chín luôn hay là còn sống? Thích không quá chín mà cũng không quá sống. So medium, medium rare. Medium, Rồi, medium rare. Cake hay là donuts? Oh my, cái này hai cái món chị tôi không thích tí nào hết rồi, coi như bỏ qua. Rồi, nếu mà có cái này là em phải hỏi Linh nè, tại vì nếu mà có sự lựa chọn nấu ăn ở nhà, đi ăn ở ngoài hay là mua to go về nhà ăn? nấu ăn ở nhà Rồi, một người phụ nữ đảm đang của Việt Nam, chúng ta thích nấu ăn ở nhà. Có nhiều người rất là sợ nhưng mà Linh là thích ha. Rồi. Không, mà cái này cắt ngắt luôn á, tại vì May cũng có dịp này cho nên là suốt ngày ở trong bếp rồi, về hồi đó dùng ở trong bếp suốt ngày cho nên giờ, nó quen rồi, không có phải là không có lạ nữa phải không? Không có lạ lẫm gì hết. Rồi, cái tiếp, nước soda, nước trà, cà phê và nước lọc, chọn cái nước nào? Nước lọc. lọc. Trời ơi, người sao mà healthy quá. Cái màu favorite color, màu gì Linh thích nhất? Ui rồi, màu thích nhất hả? Trắng. Màu trắng, trắng trong nguyên, trắng trong trắng tinh nguyên rồi. Trong sáng. Rồi, thích mang mang dép xẹp hay là giày cao gót? Chắc là cao gót rồi. Chắc là Nhưng cao mà, gót rồi. Phải nói quý vị ơi, lâu quá không được mang giày cao gót. Mấy nay ở nhà toàn là đi không, tennis shoe rồi không hả? Hôm nay nghe nói là được lên FaceTime, trời ơi, được cái áo đồng qua mà nó mệt dễ sợ, nó phải được một cái áo đồng. Rồi áo đầm mà có mang giày không là đi chân không vậy? Mang 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 slipper ở nhà. Ok, suy nghĩ, một cái suy nghĩ của Linh về tà áo dài Việt Nam. Trời ơi, hôm nay sao, ủa cái gì vậy, tôi đâu phải hoa hậu đó trời. Cái này sao giống hoa
Không, mình có tí xíu về tò mò về Linh mà mình tí xíu À, về thời trang nữa. ai không biết, tại vì đối với Linh là ví dụ như mình bình thường đó, mình rất là thoải mái, mình rất là giống như là mình nó là tomboy thì không phải, nhưng mà nó mạnh bạo, nhưng mà hiểu mặc cái áo dài vào tự nhiên nó yểu điệu phụ nữ ngay em ạ. Nhưng mà Cho nên áo có dài thích mặc áo dài không? thích chứ mà đừng có quá quá nhiều nha. Ok, đừng có quá nhiều. Thích mặc đồ ôm hay là rộng thoải mái? Ngày xưa thì rất là thích ôm, mà bây giờ thì thoải mái hơn tí, tại Rồi. vì chạy với con. Có thích mặc đồ suit không? Đồ suit là đồ vest á. Vest á, thích. Rồi. À, nếu mà Linh đi xem phim, Linh thích xem phim gì? Action, drama, comedy hay là thriller? Comedy Hành động. vui vui tí, Comedy vui đi vui ha, tí. em cũng vậy á, đừng có gì mà làm sợ mà hoảng loạn vậy đó. À, Không thích có phim xem ma không có nha. phim ma, ok rồi, comedy là ít khi nào có ma. Rồi, TV, xem TV hay là đọc sách? Xem tivi hay đọc sách hả? Hai cái luôn Hai cái được luôn. không? Không, Hai cái luôn. em là em TV thì sách là em cầm cuốn sách lên là em ngủ à. Cho nên là em là TV. Không, mà tại vì đúng rồi, tại vì thích ngủ cho nên phải cầm sách. Rồi. À, thích đi gym, tập thể dục hay là tập thể dục ở nhà? Chị không có khó khăn khi không có gym, chị vẫn tập ở nhà thường xuyên, cho nên ở nhà vẫn là cái mà Linh lựa chọn nhiều nhất. Ok. Rồi, thích mèo hay là thích chó? Mèo, Mèo, tại sao? tại vì mèo đỡ lo hơn chó. Con mèo Tại vì ví dụ như mình đi xa nó tự nó take tự care chạy nó. chạy đúng rồi, tại vì mình đi những này đúng là mình công việc mình hay đi bay xa đó, nếu như mà có mèo ở nhà thì nó cũng tự lo cho nó được vài ngày, còn con chó thì tội nghiệp lắm, không ra ngoài cũng tội, cho nên là đó là cái cách. Dĩ nhiên nó rất thích chó, tại vì chó nó gần gũi mình mỗi lần mình về thì nó mừng, nhưng mà tội nghiệp là nếu mình đi xa không ai lo cho nó thì cái điều đó hơi tội nghiệp, Con cho nên là chọn mèo. chó nó cần cái attention nhiều hơn, Đúng mèo hơi chảnh đúng. hơn. Có lúc về không thèm đếm xỉa tới nó luôn, nó không thèm đếm xỉa tới mình nữa chứ quên. Rồi, Linh là thức khuya dậy trễ hay là ngủ sớm rồi dậy sớm? Ngủ sớm dậy sớm. Rồi, là có nghĩa là người mà người ta nói người mà thành công thành đạt trong cuộc sống á, là ngủ sớm mà dậy sớm á, là người đó giàu Vậy là tôi thành hoa hậu rồi phải không? Hồi nãy giờ trả lời giờ thành hoa hậu rồi. Linh thích gọi hay là Linh thích text? Linh thích gọi. Em thích text, em biến Vậy gọi lắm. Text vậy được. hả? Linh thích gọi, ok. Mỗi ngày đi lên Facebook bao nhiêu lần? Trời ơi, đừng dám, đừng đừng khai báo nha. Nhiều lắm Nói chị thật ạ. đi, nói thật đi. Nói thật, nhiều đâu có nhớ đâu mà kể. Đâu có biết bao nhiêu lần đâu. Nói chung là hả, mỗi lần mà cái giống như là em nghĩ mỗi lần cầm cái phone lên á là phải nhìn cái Facebook trước á, Điều phải đầu tiên đó, cái không? điều đầu tiên là vô Facebook trước, chết là hư quá, hư quá. Là rất là có hại, rất là có hại. À, có chị Linh có Instagram hay không hay là chỉ có Facebook thôi? Có Instagram nhưng mà ít dùng Instagram lắm, chỉ dùng Facebook thôi. Dạ, em nghĩ người Việt Nam mình đối với cộng đồng Việt Nam Đa thì số cái là Facebook là đúng nó rồi. thì nó thịnh hơn là Instagram. À, Đúng rồi. nếu mà có một cái sự lựa chọn để có một cái ngành nghề khác ngoài cái ngành nghề nghề làm nghệ sĩ của Linh thì Linh sẽ muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Ừ. Muốn làm Đừng nói áo quần quần hoa hậu giống nha. Thái Nguyễn. Gì? À, Hoa làm hậu. fashion design phải Đúng rồi. không? Làm fashion design, ok, good, good, good. Chứ hoa hậu là chị đã làm hoa hậu nãy giờ rồi, được rồi, trúng nguyện rồi. Ban tổ chức nãy giờ hỏi câu hỏi rồi đó, trúng nguyện rồi đó. Rồi, nếu Ủa đâu rồi? Em lại kho rồi. Ok. Rồi. Nếu mà nếu ok, chị thích là chị thích lái xe hay là chị thích người ta chở chị? Chị thích lái xe, chị là giang hồ lái xe, em chị À thích vậy lái xe hả? vô cùng. Em làm biếng lái xe vô cùng á, em rất là thích Rất khi mà là người ta lái cho chở thích. Vậy em. hả? Không, chị rất thích lái xe, ai lái thì chị cũng xin lái hết Không, em là thôi không có đâu. Ok, cái mà việc đầu tiên khi mà Linh thức dậy, cái việc đầu tiên Linh làm là gì? á. Việc đầu tiên hả? À hả? Cầm cái phone qua Facebook đó, nãy nói rồi. Ok, Gì nữa. và trước khi đi ngủ cái cuối cùng là làm cái gì? Không nghe. Tối nào Ờ tập hả? thể dục,
Tập thể dục hả? Không không, trước khi mà giống như lên giường nằm á là đó tập thể dục đúng hả? Tập thể dục xong rồi lên lên lăn lên giường ngủ luôn. đúng rồi, Ồ, tối nào ok. cũng làm vài set rồi mới trước khi đi ngủ. Nhưng mà vậy lúc đó mình đổ mồ hôi rồi sao? Không không cần, mình làm vài set thôi chứ không phải là làm quay, nhưng mà quay nhẹ vậy đó, rồi chứ không phải là mình chạy đâu mà chảy mồ hôi. Em là trước khi mà em nói là ngủ là sẽ uống một cụm nước. Ôi cái đó thì nước là thì lúc nào mình chả uống, No, nhưng nhưng mà cái trước mà khi á mà em không thể nào em ngủ, mà nếu mà em không có uống nước em sẽ không ngủ được. thì cũng vậy, nhưng mà đều uống nước cũng có, nhưng mà cái mà tập thể dục thì thường thì 80% là Rồi. trước khi lên giường là tập vài vài set rồi là mới đi ngủ. À, cái này thì nó hơi không biết là cái này vui thôi nha, tại vì mình đang trong cái mùa mà đại dịch này, đâu rồi Linh đâu mất tiêu, mất biến mất nữa rồi. Đây 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 Ok. đây. À, thì nếu chỉ còn một ngày để sống thì Linh sẽ muốn làm gì? Nếu một ngày để sống, trời ơi sao mà khó quá vậy, cái này tôi có đậu hoa hậu không mà nó hỏi quá chừng tôi ở thế này. Cái này là mình talk, mình chia sẻ, mình tâm sự, mình tò mò với nhau mà. Cái này không có, tại vì thật sự em nói là tại mình xem tin tức mình nghe những cái điều negative nhiều quá rồi, cho nên là em nghĩ là Thật ra nếu mà một ngày nếu mà còn một ngày để sống đó, mình nói thì không hiểu là mọi người nghĩ là biết con này con bé này có biết có quá không, chứ nên vẫn thích cái sự bình an, thích gần gũi mọi người, thích thích chia sẻ tình thương, thích chia sẻ đủ thứ hết á. thì là Nhưng mà đó là cái điều mà lúc nào ở nhà với gia cái đình. điều mình luôn á, cái điều mình mong muốn nhất đó, nói thật là mà nói như vậy, tại vì Linh nghĩ là ai cũng mong như Linh thôi chứ không phải riêng như mình Linh đâu. Khi càng lúc có câu chuyện cái việc này nó xảy ra càng nữa, phải công nhận là Linh thấy mọi người lại thương nhau nhiều, không 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 biết có phải đúng như vậy không. Cái câu trả lời này là đúng, là cho là hoa hậu thân thiện luôn á. Tôi là hoa hậu thân thiện mà từ đó đến giờ mà. Chúc Linh chỉ muốn là thế giới được hòa bình và mọi người được bình Chứ sao tôi được bình an không, không có gì tôi phải mang giày cao gót, chứ bao nhiêu giày cao gót tôi mấy bữa nay có được mang gì đâu, chẳng lẽ đi mang nấu ăn Rồi, hai câu nữa thôi nha. Nếu à. chỉ được đem một thứ một 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 món đồ thôi, nếu mà khi mà bị bỏ ra đảo hoang đó, thì Linh sẽ đem một cái món đồ gì? Đảo hoang thì đâu cần phải xài gì nữa đâu, nên sẽ đem nhiều kỷ niệm lại, giống như hình ảnh anh đun rồi mình ngồi mình nhớ lại. Vậy là tấm hình thôi, chỉ đem một tấm hình thôi, chỉ là hay là đem một cái Tấm hình cuốn với lại cái album, áo album đó, nguyên một cuốn đem cuốn album thôi, rồi anh chứ không cần gì hết, chỉ còn một cuốn album thôi. ra đó mà với đâu, nó không không có internet, là không có tivi, là không có áo, không có quần, không có gì hết, cô có cuốn album để mình ngồi mà coi rồi nhớ lại kỷ niệm mà sống qua Đó, ngày thì lúc với đó đại khái là lấy hai cái lá chuối giống như phía sau của em vậy nè, một người. cái để trên cái để dưới rồi xong không, ở trên là hai cái gáo dừa phải không, còn dưới là lá chuối, rồi xong mà ngồi đó lấy album ra coi. Ok. Không biết có bị khùng không, biết có bị Không, cái lý do em hỏi gì chẳng hạn, giống như là lý do em hỏi là tại vì Tom Hanks, nhớ có cái movie mà Wilson không, Tom Hanks bị lạc ra cái đảo, xong chỉ Castaway. Castaway, xong chỉ có một cái trái ba game volleyball thôi, Đúng rồi. Wilson. Thì cái lý do em nói là tại vì Tom Hanks, đến nỗi Tom Hanks cũng bị corona đó quý vị, là một người nam người tài tử đầu tiên. Và cuối cuối cái câu cuối cùng, nếu được có cơ hội đi ăn tối với một thần tượng còn sống hay là đã mất rồi, là ai và tại sao? À cái câu đó hả, quỷ sứ à, thần Ai tượng hả, hả? hả Ừ, chết thần luôn tượng, á, mà thần tượng của Linh á. thần tượng có linh hả, trời ơi tôi đâu có thần tượng ai đâu trời. Thì cho quý vị biết đi, nếu mà có một cái thần nếu mà có một cơ hội đi ăn với thần tượng mà người đó còn sống hay là đã mất, thì là người đó là ai và tại sao? Thật ra Linh hồi đó đó, Linh mới qua Mỹ, Linh mê ai biết không? Ai? Linh vẫn mê bà Diana. À, ok. Linh qua Mỹ, hồi đó Linh qua Mỹ, Linh có được, Linh nghỉ khoảng cỡ 1 năm mà, dùng 1 năm đó, mà tôi biết tiếng Anh, tiếng U gì đâu. Nhưng mà khi bà mất á, là nó thật á, Linh ngồi ở nhà thẫn thờ, coi đám tang của bà cứ khóc ròng gì đó. Thế là hồi đó đi làm, nghỉ 2 ngày luôn, ở nhà. Không biết tại sao cái bà đó bà làm cho bà Diana, nó làm cho mình rất là cảm động.
Nói thật, nếu mà Linh mà được đi với thần tượng của Linh thì Linh sẽ đi với bà Đàn. Thì em nghĩ đúng rồi, thì bây giờ Linh là Linh thích thời trang giống như bà Đà Anna nè, Linh thích bình an nè, Linh thích hòa bình nè. Linh thích đi Linh không, bả thì bả đi nhiều hơn Linh, bả không có ở nhà với gia đình nhiều bằng Linh, nhưng mà đại khái là Linh cũng hơi giống Đà Anna đó, cho nên là ok, cái đó make sense, em thấy cái đó Mất đúng. phải không? Make sense, Ok, đúng, được. Vậy ok. thôi, làm ơn trao giải giùm tôi với, tôi mang cho cái coi. Không, nhưng mà đến cái lúc này á thì cái lý do em cũng nói để và nói cho quý vị biết, và em nghĩ Linh cũng đồng ý là đến cái thời điểm nó như là như vậy nè, thì em nghĩ tất cả mọi người đều 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 bình đẳng với nhau, đều giống nhau hết. Chẳng hạn như Thái Nguyễn nói, giống như Tom Hanks là những người tài tử nổi tiếng, họ cũng bị corona cũng giống như người bình thường như thôi, cho nên chúng ta hãy làm sao để mà mình thương yêu lẫn nhau, mình hỗ trợ lẫn nhau, không có phải là người này nổi tiếng hay người kia nổi tiếng, cho nên là mình có giúp được cái gì thì mình sẽ giúp, phải không chị? Đúng rồi. Với lại quý vị nên nghĩ là đây cũng chỉ là một cái lời khuyên, mà nên nghĩ là không biết có thừa thãi hay không, nhưng mà Linh nghĩ là đây là một tình trạng chung hết, mọi người đừng có hoảng loạn, mọi người cố gắng bình tâm, tự nhiên mình nghĩ về nhau nhiều hơn, cái tự nhiên mình thấy cái tình thương nó nhiều á, cái mình cảm giác mọi thứ nó không có gì quan trọng bằng là cái tình thương người đã dành cho mình. Có khi mình có những người bị lãng quên, tự nhiên hôm nay mình cầm cái phone lên mình gọi, nó cảm động lắm, Linh nói thật. Cho nên Linh nghĩ là mọi người trong cái lúc này nó giống như là nó cho mình một cái gì đó để cho mình sống chậm lại một tí, yêu thương nhau nhiều hơn một tí và lo cho nhau hơn nhiều tí. Rồi có khi có bạn á, đi làm suốt ngày không có nghĩ tới cái sức khỏe mình nữa, tự nhiên hôm nay mình được ở nhà, cái bỗng nhiên mình nói ô mình làm cái gì bây giờ, thôi mình đi tập thể dục. Cái tự nhiên khi mình tập thể dục rồi mình cảm thấy ô cuộc sống này nó cần cái gì, mình cần cái gì hơn như vậy nữa, chứ không phải là chỉ là như vậy thôi, ngồi đây rồi đi làm rồi đi về nhà rồi vậy thôi, nó chỉ có vậy thôi. Thì nên nghĩ là cái gì nó cũng xảy ra, nó cũng có một cái lý do của nó hết, cho nên mọi người bình tĩnh, vui vẻ lên một tí nhé. Tại vì Linh có những người bạn gọi Linh rất là stress và rất là depressed, thì Linh hiểu có những người có business thì Đúng phải rồi. lo đủ thứ hết, chính bản thân Linh cũng có business vậy, Linh cũng lo vậy, nhưng mà mình biết mình lo nó cũng vậy thôi, nhưng mà mọi thứ nó cũng sẽ có một cái sự khác để cho mình giải quyết cho mình thì sống vui khỏe bình an. Mà nhớ nha, phải tập thể dục ăn uống, chứ đừng mùa này mình thấy ai phố lên cũng là chắc một tháng nữa thành heo quá, thì bây giờ mình không được thành heo, mình phải thành gì, thành hươu cao cổ. Không, thì em nghĩ là đến lúc cái thời điểm này là it's like a wake up call, giống như là wake up call cho cả thế giới. Không phải là vì cái đại dịch này cho nên là mình phải thương yêu lẫn nhau. Dĩ nhiên là mình luôn luôn mình phải có một cái tình thương cho nhau, mình phải ủng hộ, mình phải hỗ trợ cho nhau, nhưng mà trong cái thời điểm này mình nên hỗ trợ cho nhau nhiều hơn. Và thật sự là Thái Nguyễn cứ nghĩ là rất là quan trọng, và tất cả mọi người đều khuyên đó, nếu mình không có cần thiết đó, là mình nên ở nhà, mình nên stay home, mình đừng có đi ra ngoài, tại vì mình đi ra ngoài là mình có thể mình lây, tại vì cái con vi trùng này nó rất là mới, nó mình không có biết là mình có được hay không, nhưng mà nếu mà mình có lây hay hay không, tại vì có lúc là cái sức đề kháng của mình nó mạnh quá, mình không có show cái symptom, cho nên mình có thể mình lan rộng ra rất là nhiều. Và nó cái này mình ở nhà, mới đầu mình nghe là bị ở nhà là khoảng 7 ngày, xong rồi 14 ngày, rồi bây giờ mình nghe cho tới cuối tháng 3, xong bây giờ mình nghe cho tới 19 tây tháng 4 luôn, là cho những người ở Cali thôi đó. Thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng rất tới công việc rất là nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều, ảnh hưởng tới business rất là nhiều. Mà bây giờ mình coi trên tin tức đó, thật sự là tin tức có cái đúng có cái sai, cho nên là mà quý vị thì bây giờ với truyền thông thì mình sẽ biết rất là nhiều rồi. Thái Nguyễn không muốn nói về cái vấn đề đó, Thái Nguyễn chỉ muốn có một cái buổi trò chuyện tea talk này, tea talk để nha quý vị, để mà mình vui vẻ lên, mình có Phấn một cái chấn lên quý vị mình có một cái gì nó relax, nó vui, nó fun thôi, không có gì nha quý vị. Nếu mà quý vị cảm thấy là có những cái ý kiến hay là cần comment gì, quý vị cho Thái Nguyễn biết.
trò chuyện với chị Trúc Linh xong rồi có thể có một cái dịp khác Thái Nguyễn sẽ trò chuyện với lại một anh chị em nào khác nữa. Nói chung là mình chỉ muốn chia sẻ là những cái ngày này ở nhà mình không có chuyện gì làm, cho nên mình muốn chia sẻ để cho quý vị biết. Quý vị ráng nghe, muốn được nghe thêm để em được mặc theo áo đầm, chứ mấy bữa không được mặc theo áo đầm nào suốt ngày mặc Nhưng mà bây áo giờ ăn rồi. trước khi mình tạm biệt á, thì quý vị cũng thấy nãy giờ mình tâm tình có ha, mình nói về thời trang cũng có ha, mình nói thời trang là có nghĩa là mình nói về áo đầm đó, nói tình hình về Covid rồi có rồi ha, mình tò mò về nữ ca sĩ Trúc Linh rồi ha. Bây giờ có cái tip, thường thường là trong cuộc sống Linh có một cái tip gì Linh muốn chia sẻ với quý vị khán giả không, cho tỷ như là tập thể dục, ăn uống, nấu ăn hay là sao vậy đó, có một cái tip gì? Tip hả? Tip thì Linh nghĩ mọi người mình ở được một cái xứ văn minh như thế này thì quý vị có biết quá nhiều rồi, chỉ có quý vị lười biếng thôi, quý vị không có chịu làm. Chứ còn thiệt ra mình ở một cái xứ văn minh như thế là nó mỗi ngày nó có quá nhiều tin tức cho quý vị, nhưng mà nó thật ra là vì công việc cho nên nó cứ cuốn mình mãi trong cái công việc đó. Nên mà nếu mà công việc thì làm thì ai cũng có việc hết, ai cũng bị cuốn vào hết, mình không làm thì lấy gì mà ăn, phải không? Nhưng mà thật sự ra thì với Linh thì đi làm thì cũng đi làm, thì quý vị biết công việc của Linh thì chỉ có là cuối tuần thôi, nhưng mà ngày thường thì bận công việc với lại gia đình cũng rất là nhiều, cũng như là Linh cũng có business vậy, nhưng mà rồi mình cũng phải dành thời gian cho chính bản thân mình thôi. Cái đó, câu đó Linh nghĩ là Linh nói nhiều lắm rồi, trên Facebook cũng quá nhiều, trên những cái chương trình talk show cũng quá nhiều rồi, nhưng mà Linh nghĩ là với quý vị đây là một cái mà như nãy Thái nói đó, một cái wake up call vậy đó, cho mình nghĩ lại. Ví dụ như bây giờ quý vị không có ở nhà 2 tuần đi, bây giờ mình được ở nhà 2 tuần làm cái gì? Tự nhiên bắt đầu mình đổ đồ ra mình nấu ăn, Linh thấy cái nấu ăn là nhiều nhất trên Facebook luôn á, mọi người tự nhiên đổ ra nấu ăn đủ thứ hết, thì Linh nghĩ nấu ăn nó cũng là một nghệ thuật quý vị ạ. Thấy không? Rồi quý vị nấu xong quý vị trưng bày nữa là cùng một nghệ thuật nữa, cho nên Linh nghĩ là cái đó là nó tạo cho mình cái sự tỉ mỉ và tự nhiên mình cảm giác là mình có được, mình cũng nấu ăn được, mình không cần, nếu thật sự mà quán xá không còn cần mình thì mình cũng sẽ tự mình nấu mình ăn được, mà thật sự tự mình nấu thì mình biết là mình bỏ cái gì vào trong đó, phải không? Dĩ nhiên mình không nói là ở ngoài kia là đồ ăn không ngon, nhưng mà nếu mà lỡ có chuyện gì đó mình cũng vẫn được nấu ăn cho mình được, thì đây là cái thời gian nè quý vị bắt đầu tập nấu ăn này, thấy không? Bắt đầu tập thể dục nè. Nói vậy chứ làm gì thì làm, trong một ngày quý vị phải dành ít nhất 20 phút cũng được nữa cho bản thân vận động, để cho mình không có bị vô đâu huyết áp rồi nó lưu thông, vậy chưa? Quý vị nghĩ đi, mình như một cái máy vậy đó, tại vì lâu ngày cái máy nó nằm từng cái trục vậy nè, còn lâu ngày quý vị không dùng nó thì dầu mỡ nó đâu có vào trong đó được, thì nó sẽ bị kẹt thôi. Tại sao mình lại hơi đau thì nó y chang như vậy thôi, mình sẽ cố gắng mình vận dụng để cho dầu mỡ nó đi hết tất cả mọi nơi, để cho nó mọi thứ nó hoạt động nó bình thường vậy thôi. Ở đây nè Linh Còn nghĩ nếu là cái đó là trong cái 2 tuần này nè, là có nghĩa là mình nên ở nhà, mình nên vận động để cho có chỗ cho dầu mỡ nó lưu thông phải không? Còn mà nếu đúng mà khi rồi, mà thế giới trở lại bình thường là mình có thể đi chích để cho dầu mỡ nó không chứ nó không có vô được, chỉ vô máu No, em nói giỡn thôi. đừng xuống tay nhé. Không, Linh nói cái đó thì rất là thực tế và rất là đúng. Tại vì bây giờ thật sự là bao nhiêu chuyện là mình cần cái gì mình lên Google, mình lên YouTube mình biết hết rồi. Nhưng mà cái đó phải tự bản thân mình tự mình motivate, tự mình phải thúc đẩy mình thôi. Em là em đồng ý với Linh là nên nấu ăn mấy bữa nay, 2 tuần, 1 tuần nay em ở nhà em chỉ là ăn thôi chứ không có nấu. Em không biết nấu. Thái nó sướng lắm quý vị ạ, nó được nhờ không những được ăn mà còn được ăn ngon nữa, nó là sướng đó. Mà Thật ra không, em cũng sợ gì biết không, lúc mà nói và kiểu mà giống như bị quarantine, bị ở nhà, em cũng có đi mua nhưng mà em không có đi mua mà nhiều, mà giống như thì mà quý đúng vị rồi, thấy đúng rồi. đâu, Thật em ra chỉ quý vị ơi, chờ búa vẫn mở cho mình chứ không phải là dạ không, chờ đừng vẫn có đi mở hết mua mà thì đừng có ôm nhiều dạ quá phải không, thì dạ em vẫn mua một cái nồi cơm điện vẫn 4 cấp và em mua một cái bao bị gạo nó chỉ có nhiêu đây thôi nè, nhưng mà thật sự là em chưa vẫn chưa mở thùng, em chưa có đập hộp. quý vị nói quý vị thương nè, nói quý vị nói là la Linh nè, tất cả mọi việc cũng có mua mà lại không mua gạo đấy, thấy hương ghê không? Tại vì thật ra không có ăn gạo nhiều, không ăn cơm cho nên quên quên hẳn luôn là mình phải đi mua một bao gạo. Ha, em Thế á là là nhà em lúc mà bà mẹ dặn á là đi mua gì trữ nha, là em là tự nhiên em mua nồi cơm điện, em mua bịch gạo, em mua hộp vịt muối, em mua hộp trứng gà, em mua lạp xưởng. Em mua một cái bắp cải và một cái bắp cải ngọt rồi vậy hèn thôi đó. chi không kiếm ra lạp xưởng
Em không biết cái gì hết trơn á, về vào đồ ăn. Nhưng mà em rất là may mắn là gia đình lo đồ ăn rất là chu đáo và rất là ngon, cho nên là em rất là sướng. Thật sự là em là có lộc lộc ăn, là em tự nhiên ở đâu cũng lúc nào cũng có đồ ăn cho em hết trơn á. Thì Thì quá. em cảm ơn chị rất là nhiều đã lên talk, tea talk với lại Thái Nguyễn ngày hôm nay nha. Và tea talk thì mình đã tâm tình về thời trang, tình hình, tò mò, và Linh đã cho một cái tip về cuộc sống rất là đơn giản nhưng rất là thực tế. Và cuối cùng là mình sẽ tạm biệt, tại vì mình cái tea talk này nó chỉ 40 phút thôi. Nhưng mà cảm ơn chị rất là nhiều, chị đã bỏ ra một số thời gian mặc dầu là em biết chị Nè, không có làm bận tóc rộn. nè, cắn lông nail Tại vì chị đâu có bận rộn đâu, em biết chị đang rất là không phải, quý vị hôm qua Thái gọi Linh đó, ôi chị ơi 5 giờ mình hot show nghe, Đáng lẽ là mà ngày hôm qua, đáng lẽ mình làm ngày hôm đúng qua rồi, đó. đúng rồi, mà Linh trong đang Costco, tay thì mang bao tay, mặt thì gắn mát rồi đội mũ. Nói thôi Thái ơi, tha cho chị đi, hôm nay nhìn cái khiếp quá, mọi người nhìn giống như khủng bố vậy, thôi qua ngày mai, để ngày mai là tôi còn được thỏa cái mái tóc, tôi bảo cái Đó, cảm ơn chị rất là nói thật chứ là nhiều. cảm ơn quý vị. Sau này, sau buổi cái talk show này là Linh sẽ xé lông mi ra và mặc bộ đồ sport vô, bắt đầu chạy 1 tiếng nha quý vị nha, 1 tiếng Yes. cũng được nha, 20 phút cũng được nha, ăn cho thật là healthy, uống nước thật là nhiều nha. Và như quý vị biết là mọi người nói là nên uống nước ấm nè, nước gì đó gừng nè, sả nè, chanh, thôi cái đó toàn là tốt hết quý vị à, quý vị cứ uống vào, nó không nở bề ngang, nó cũng nở bề dọc. Bản thân Linh rất thích uống nước ấm và uống nước lạnh, cho nên là điều đó rất là tốt. Một lần nữa Linh cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình thấp thi pháp của em Thái và Trúc Linh, mong là quý vị giữ ấm thật là khỏe mạnh và thật là bình an, thật là có nhiều niềm vui để mình vượt qua cái cơn COVID khủng hoảng này COVID-19. nhá. Cho nên là nhớ nói nhau chuyện nhiều hơn, Thái phải cho chị nói nhiều hơn để quý vị biết chị còn bình an nha, mình biết là quý vị còn bình an Đúng rồi, em nghĩ là quý vị cứ chia sẻ, quý vị comment vô đi nếu mà cần muốn nói gì thêm. Cái người kế tiếp mà Thái Nguyễn sẽ nói là rất lâu rồi Thái Nguyễn không có gặp, mà cũng giống như chị Linh nói đó, lâu rồi không gặp mà lâu rồi không trò chuyện. Nhưng mà tự nhiên là ra cái ý tưởng làm cái này, thế là liên lạc và cô ấy ok liền, là nữ ca sĩ Cát Tiên. Là thứ ba này em sẽ nói chuyện với Cát Tiên, và Cát Tiên bây giờ là cũng là không có rảnh giống như mọi người đâu, nghĩ là rảnh như không rảnh thì quý vị sẽ biết như thế nào. Ok. À, cảm ơn chị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị, và mình sẽ hẹn vào chương trình Tea Talk kỳ tới. Bye Yeah, cảm ơn quý bye. vị. Có không, bây giờ để coi cái Facebook nó lên như sao nè, sau khi mình end nó cũng sẽ post lên trên đó đó. Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy là Linh vô Linh coi là Linh share ra được chứ hả? Quên, stop.